sẽ có giảm giá giá tốt cho anh em ha. Rồi đây máy phay, rồi đây có những mẫu khoan, máy cưa. Đây máy cưa này có khách đặt lên video review khui cho khách xem luôn. Anh em muốn gọn nhẹ thì mình chơi cái máy với pin 2W nguồn xả cao 3.0 nha anh em. Nó nhẹ cầm vô nó êm tai lắm luôn. Cầm vô êm tai lắm. Năm mới năm Giáp Thìn em kính chúc toàn thể anh em ông bà cô chú thì mình dồi dào sức khỏe an khang thịnh vượng nha anh em. Đây lên bộ này, bộ này quay cho anh em xem. Đây là bộ máy phoan đó, mà 2904-20, lực mạnh 158 N, này nguyên hộp và kèm theo là pin 2 chấm và pin 5 chấm và sạc anh em. Đó, bộ như thế này thì giá khoảng 5 triệu ha. Đây, em khui thử cái này ra cho anh em xem. Đây là nguyên siêu luôn, hàng mới, hàng nhập Mỹ, 2904, 4 chức năng, có chống giặt, bảo vệ cổ tay. Đấy, mở hộp thì nó như vậy. Đó, tay cầm trợ lực kèm theo trong máy luôn anh em. Đây, đây, nguyên siêu, nguyên mới luôn ha. Đây, nguyên bọc mới luôn nè. Đó, hộp nó như vậy. Rồi, đây, đó, coi tem rồi ha. Hàng chuẩn chỉ, hàng nhập Mỹ anh em. Rồi ok, đấy mà khui thêm pin. Đây, ở đây khui thêm pin nữa. Đây, đây thì pin 2 chấm ha. Đây là pin 2 chấm nè. Đó, pin 2 chấm. Và đây là pin 5 chấm nè. À, anh em có thể sử dụng mà bắn vít nhẹ thì gắn pin 2 chấm vô, mà xài phoan nặng nhiều thì gắn pin 5 chấm vô mình xài anh em. Đó. Rồi. Còn đây là cái sạc. Đó, cái sạc anh em. Đấy. Rồi ok. Đó, bộ combo ha, hai pin. Rồi anh em thử xài pin gọn nhẹ thì gắn khui pin 2 gắn vô. Đó, chơi gọn nhẹ luôn, phoan bắn vít đầu làm việc nhẹ rồi, cầm vừa tay lắm. Đây. Rồi anh em xem và tham khảo máy hoạt động chạy nha, chống giặt à. Đó, quá êm ha, lực mạnh nha anh em, mà 158 N, phoan rút lỗi rồi ok ngon lành ha. Đây siêu êm luôn. Rồi đó, ok xong bộ này. Rồi tiếp theo thì đây thì có cây rút rivet này, hàng cũ nha anh em, hàng cũ thì anh em thấy xài đi công trình, chinh chiến công trình đồ ok, giá cũng khá là im ha anh em. Đó, cái này anh em cần thì alo em sẽ giảm giá với khuyến mãi cho anh em ha. Máy là động cơ không chổi than. Đây, đó, pin vô gì. Máy siêu nhanh luôn, rút liều về 5 ly, 6 ly, 7 ly rồi anh em. Rút siêu nhanh luôn á. Này em thường quay video lắm à, quá đã ha. Rồi đó, cái này còn một cây giá khuyến mãi cho anh em luôn. Rồi đây khui tiếp, cái này là máy cưa, đây là máy cưa xích anh em, nguyên siêu này, khui bóc xích ra, bóc hộp ra. Rồi, cái này ship giao cho khách hàng này, giá khoảng 4,5 triệu nha anh em. Đây máy cưa thì nó nguyên hộp, nó có sách hướng dẫn như vậy. Đây máy cưa nguyên siêu mới luôn anh em ơi. À, rút ra chụp bảo vệ quá êm ha. Đó, lam dài 20 cm ha, phải 1 gang anh em, xài pin M18. Đấy, chơi cục pin to nhất kìa, gắn vô gì một trái cưa lâu hết pin lắm anh nè, máy chạy ha. Đó, anh gì à. Đó, máy chạy khá là im luôn, máy này mẫu mới, mã số là 3404-20, tem mát ở đây anh em, hàng nguyên siêu ha, im luôn. Đó, đó là máy cưa anh em cần tham khảo ha. Rồi, ở đây thì sẽ có máy rút rivet nha anh em.
máy rút ri phê sẽ có máy pin sạc à. Đó, cái này thì hiện tại bây giờ giá cũng khá là khuyến mãi nha anh em. Đó, máy rút ri phê 12V, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm cho anh em luôn ha. Máy chạy nè. Đó, quá im ha, tem mát, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm cho anh em ha. Này thì giá cũng khá là im so với giá niêm yết, giá rẻ hơn nha anh em. Rồi ok, đây qua đây thì có cái thùng có bánh xe kéo anh em. Đây bánh xe nè, bánh xe khá là to, bánh xe này đường kính khoảng 22 cm anh em. Tay cầm thì có thể là tháo rời lên đó, tháo ra như vậy mình để vô cái cabin xe bán tải được nha anh em. Cái này chiều cao lên đây khoảng 40 cm. Đó, tay cầm tháo rời, gấp rút ra gấp vô rồi dễ dàng ha. Đó, có thể kéo lên cao nữa như vậy. Đó. Rồi, đây thì có bánh xe anh em, có bánh xe đẩy đồ luôn ha. Đó, như vậy. Cái này anh em có thể là để cái vàng nóng hoặc là vàng máy lạnh lên đây mình kéo anh em. Đối với những anh em mà mình cần kéo đồ nặng để lên đây kéo được luôn. Đó. Nó có thể chịu lực đồ khá là ok. Đó, ta hai tay sắp như vậy mình kéo được nha anh em. Rồi. Milwaukee Best Out. Đấy thùng này giá khoảng 3,2 triệu, phía trước có hai thanh nhôm anh em. Đó. Rồi, đây có thể là mở thùng ra bên trong cho anh em xem ha. Có chỗ này để bóp ổ khóa luôn. Đó, này thùng là chống sốc luôn nha anh em, chống va đập luôn ha. Đó, bên trong có một cái khay đen để mình đựng mỏ lết, kìm đồ nghề đồ. Bên trong thì nó như vậy anh em. Đó, đây thì nó có găng guốc ha, sống rồi ha. Nó sẽ chịu lực đó anh em. Rồi bên trong là khá là thoáng. Như vậy ha. Đó, anh em xem mà tham khảo cái thùng này. Rồi, ok. Đó. Rồi, tiếp theo đây thì có bộ khoan này. Khoan này lên cho anh em giá 3,9 triệu luôn. Giá khuyến mãi anh em, hôm trước con bán 4,2 triệu. Mẫu 3 chức năng, lực mạnh 135 N, 2804-20 anh em, mã số á. Động cơ không than, xài pin 5A, sạc luôn ha, sạc zin, tay cầm trợ lực và full thùng nha. Có búa, khoan gỗ, khoan sắt và bắn vít. Đó, rồi bộ này phiếu mãi cho anh em luôn ha. Đây, rồi ok. Rồi, ở đây anh em xem đây là những cái bếp ao nha anh em. Đây, những bếp ao thùng này mã số là 8430. Đó, này là thùng này giá khoảng 1,5 triệu. Còn đây là ly bếp ao anh em. Ly này mã là 8393. Dung lượng là 887 ml ha. Đó, giá khoảng 1 triệu. Đây bếp ao, còn đây là bếp ao 8424, này khuyến mãi giá 1,7 triệu nha anh em. Đây, thùng ngăn kéo 2 ngăn, quay đây cho anh em xem dung ngưỡng ngăn kéo 2 ngăn ha. Mình phải kéo để máy vào đây khá là rộng nha anh em. Đó, rất là mềm, rất là nhẹ luôn ha, đẩy rất là mịn luôn anh em. Đó, ngăn kéo là rất là mịn ha. Đó, thùng ngăn kéo 2 ngăn nó như vậy. Nó sẽ có những cái khay đen để mình chia ra vô cái ô rồi nè, mình chia vuông ra mình để đồ nghề đồ ha. Rất là mềm luôn anh em. Rồi ok, cái thùng này giá 3,2 triệu. Còn thùng này giá 1,7 triệu. Còn bên đây thì có bếp ao 8425 nha anh em. 8425 giá khoảng 2,7 triệu. Đây này, lấy những cái thùng 8425 làm cái bàn để cúng khai trương luôn anh em. Hoa đồ ha, hoa đồ làm bằng len nè. Đó, đây là vợ em tự làm luôn. Đó, chân đồ cho nó đẹp luôn ha anh em. Rồi, ở đây thì có những cây máy Makita, cây này hàng nước nha anh em. Hàng nước giá khoảng 2,4 triệu cho anh em cây này ha. Siêu nước luôn. Đó, máy chạy im ngon lành luôn. Mã số XBH14 nha anh em. Rồi. Ở đây thì có cây phân gốc. Đây là cây phân gốc mà. Giá 1 triệu anh em. Máy này có than, phân gốc có than, đầu kẹp autolock 10 mm, xài pin 12V. Đây thì có mã số là 2415-20. Đó, rồi giá 1 triệu thôi. Còn đây thì có cây đèn. Cây đèn này thì giá khoảng 600 anh em, đèn M18 giá 600, nay lên khuyến mãi cho anh em luôn ha. Đó, cục pin này thì khoảng 500, pin cũ luôn. Đó, rồi ok. Ở đây thì có cái khoan này hàng nước anh em.
Thằng lướt chơi cục pin dữ ha, này gắn vô là mẫu rồi nè. Đó. Chiều dài khoảng 15 cm. Đó. Nó dài bằng cục pin luôn ha. Lực mạnh 60 Newton. Khoan mẫu mới, đầu kẹp autolock 13 mm, ba chức năng rồi ha. Đó em. Rồi đây là bắn vít của Makita. Bắn vít này là XDT19 nha anh em. XDT19 lực mạnh 180 Newton, động cơ không than. Xài pin 5A ha. Cái này anh em mua thân máy 2,5 triệu và pin 5A là 1,150 triệu. Nếu mà mua cả bộ thì sẽ có giảm giá nữa nha anh em. Đó, ok ha. Rồi, đây là fan. Fan M12, fan 3 chức năng, động cơ không than, autolock 13 mm. Này anh em mua bộ thì khoảng 2,5 triệu à. Đó, tùy theo mà pin sạc anh em, pin nhỏ thì sẽ giảm giá lại ha. Đó, còn anh em muốn đây thì nó có một cặp luôn. Một cặp fan và bắn vít luôn. Fan thì lực 45 Newton, còn bắn vít thì lực là gõ búa tự động là 170 Newton. Hàng sản xuất ở Mexico nha anh em. À, quá im ha, combo thì giá khoảng 4 triệu mấy nha. Còn đây là cây chim vít nhỏ gọn, nhẹ nhàng luôn. Đó, xài pin 2 chấm nhẹ nhàng luôn ha anh em. Này thì 2953 và pin 2 chấm ha. Này thì máy với pin thì nó đâu đó khoảng 2,7 triệu rồi nè. 2,7 triệu rồi anh em ha. Giá cũng yên ha. Đấy. Ok. Còn đây là cắt rung. Đây là mẫu cắt rung hôm trước 2,8 triệu, nay Tết giảm giá lì xì lấy lọc 2,7 triệu nha anh em. Này có lưỡi cắt sắt, cắt thép đồ rồi có luôn nha anh em. Đó, lưỡi của hãng Dialo, xài cũng khá là êm. Này M18 có thể điều chỉnh tốc độ được luôn. Đấy, máy khá mạnh ha. Đây, cắt rung mẫu M18 nè. Đây là máy file của Milwaukee, có 6 cấp độ điều chỉnh lực luôn anh em. Đó, 6 số ha, tốc độ ha. Cốt 6.35 mm, động cơ không than. Mẫu này được sản xuất ở Mexico nha anh em. Sản xuất ở Mexico ha. Đấy, cái này giá khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu một cái thôi. Đây, giá cũng khá đẹp. Bây giờ giá cũng khá im. Rồi. Còn đây là bơm hơi. Đây là cái máy bơm hơi nha anh em. Đấy. Bơm hơi ha, bơm lốp xe ô tô rồi ha anh em. À, máy chạy à. Bơm khá mạnh, khá nhanh luôn ha. Này giá khoảng 2,6 triệu, 2,5 triệu, máy trưng bày máy mới 2,6 triệu nha. Đấy. Rồi. Ok. Đây là cây bu lông. Bu lông mẫu mới, nhỏ gọn cực kỳ luôn. Cái này thì giá khoảng 2,8 triệu rồi nè. À, còn một cây cuối cùng sale giá cho anh em luôn. À. Rồi, còn đây là mẫu fan led. Mẫu này thì có hàng cũ à, máy pin sạc này giá cũng khá tốt ha nè. Đó, pin là pin PowerTech Lithium, là pin dạng tinh thể lỏng anh em, pin tép á. Đó, chống giặt bảo vệ cổ tay luôn. Rồi, quá ok ha. Rồi. Đó, lực mạnh 158 Newton, led thì nó mạnh hơn Milwaukee một chút nha anh em. Rồi, ok. Vậy ha. Cảm ơn anh em đã đón xem và theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại ạ. Dạ.